không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Sao ta lại không chủ động xuất kích? Dương nữ Sở Kiều tham kiến công chúa. Trước đó Ngân Bình cô nương báo với Sở Kiều, nói là công chúa tối nay sẽ hạ mình giá lâm. Sở Kiều thiệt tới quảng hốt. Đừng lại nhảy, ta tới đây bàn chuyện tam phò mã với ngươi. Tôi cũng biết chuyện với tôi và phò mã già sớm muộn sẽ thấu tai của công chúa. Chỉ là một câu, ta bắt ngươi sẽ khỏi tam phò mã. Công chúa nói vậy sai rồi. Ngay từ đầu là phò mã gia động tình trước. Sở Kiều có mấy lần tránh né, nhưng mà phò mã gia vẫn cứ bám sát Sở Kiều. Công chúa có phải nên quản thúc con ó, chứ không phải chạy tới quản thúc gà con này không? Mấy người khác không biết phần, nhưng trước mắt ta gà con hay là con ó, ta vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Người muốn sao mới chia tay với ảnh, cho giá đi. Công chúa thiệt là sảng khoái. Được, 500 lạng. Chỗ này có 1000 lạng. Ngươi nhận tiền của bổn công chúa xong rời khỏi tam phò mã ngay. Càng không thể đi nói với ai đổ quan là ta kiếm người đánh ngươi. Hơi giờ thật quan lắm công chúa. Sở Kiều gì thiếu nợ, bị tam thủy đánh. Từ đầu chí cuối tôi cũng không nói là công chúa. Tại phò mã gia tự ý thông minh, vừa nghe được chữ tam là khẳng định công chúa đánh tôi. Vì ảnh là người thật thà, mới tin ngươi ăn nói quan đường. Phò mã gia thiệt quá là đơn thuần. Tôi nhớ hôm xưa vừa mới tới Trường An, chuẩn bị vào thành tới một cái diện lớn để làm ăn. Ai về dọc đường gặp được ổng. Nè, 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 có phải chết rồi hay không? Nếu chết rồi thì để ta được nhờ chút, cũng phải có chút tiện chứ. Tiện ở đâu? Hay cái đồ nghèo mạt không có tiện à. Chết rồi. Công tử, công tử có sao hay không? Không có sao là đỡ rồi. Đa tạ cô nương cứu giúp. Ây da, chuồng chuồng giấy của ta. Thiệt không biết tam phò mã đơn thuần này là ngu. Tưởng tôi là ân nhân cứu mạng, việc gì cũng nghĩ cho tôi. Cho nên công chúa cứ đưa tiền cho tôi đi. Thiệt là hành vi sáng suốt. Người lấy tiền xong thiệt bỏ đi. Có tiền phòng thân, không cần chi tới đàn ông. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Trường An, kiếp này cũng không có trở về. Mấy cục đá. Phò mã đơn thuần nhưng mà ngây ngu. Phò mã gia, tự nhiên. Kim công tử, thật ra là công chúa đã ép tôi nói như vậy, xin đừng có hiểu lầm. Ta biết. Công tử biết tánh tôi không phải như vậy. Ta biết. Tôi thì không muốn rời xa Kim công tử. Thiệt tội nghiệp chứ cô. Lại đây. Kim công tử. Thiệt tội nghiệp chứ cô. Có thể bị chuyện nói láo. Ta biết. Ta biết hết. Từ đầu chí cuối ngươi chỉ gạt ta. Nghe công công, gặp người là tốt rồi. Tìm ta gấp, có chuyện gì? Đại công chúa có nói, làm xong chuyện sẽ cho tôi 400 lượng. Vậy đã làm xong chưa? Đã dụ dỗ được Kim Ra Lộc chưa hả? Nghe công công, tôi thì cần tiền cứu mạng. Thì không giấu giếm, tôi thiếu nợ cùng mình. Chủ nợ mỗi ngày cứ kiếm tới. Nếu tối nay tôi không có tiền trả, họ nhất định sẽ đánh chết tôi. Tôi không đi không được. Tôi thì cần tiền lắm. Tối hôm qua không phải đã lấy tiền của tam công chúa sao? Hơi dạ. Nghệ công công đừng có hiểu lầm. Tôi thì không nói gì với tam công chúa. Cổ chỉ đưa tiền cho tôi, muốn đuổi tôi đi, xin tôi đừng có bám sát tam phò mã. Cuối cùng tôi không có lấy một phần tiền. Xin ông hãy giúp tôi, cho tôi một chút cước phí để tôi lên đường. Vậy để ta về bẩm lại với đại công chúa, chờ công chúa định đoạt. Giờ mùi tới Quách Tử Lâm chờ tin vui của ta nha. Làm phiền Nghệ công công nói dùm vài lời đẹp trước mặt của đại công chúa. Đại công chúa nói đúng, người này không thể giữ được.
ngươi nấp lại cũng vô dụng, chạy không thoát đâu. Bây giờ bước ra, ta có thể cho ngươi chết được thoải mái, được chết toàn thây. Đại công chúa tới. Chiêu Dương tương kiến đại hoàng tỷ. Ừ? Chiêu Dương, sao mặt lại tái vậy? Nhìn thấy đại hoàng tỷ tới thăm, không thích hay sao? Bẩm đại công chúa, tam công chúa chỉ là tối qua ngủ không ngon, cho nên cảm thấy không khỏe. Đã làm chuyện bậy, ban đêm quan hồn nhập mộng à? Chiêu Dương bị bệnh, sợ là không thể cùng tỷ trò chuyện hàn huyên. Xin đại hoàng tỷ hãy trở về. Hôm nay ta tới không phải trò chuyện, tới để dạy Chiêu Dương muội người tán tận thiên lương. Giết người bịt miệng, người vốn không xứng làm đại đường công chúa. Xin tỷ hãy thận lời, nên biết thúc lời như tên. Thấy máu hối hận thì đã muộn màng. Không biết hối hận sao? Có phải nhìn thấy tay mình đẫm máu tươi đã biết sợ? Chiêu Dương không thẹn với trời đất, có gì mà sợ? Chuyện người phải sợ nhiều lắm. Người sợ có người giật đi người yêu, người lo tình phu thê bị đứt, người sợ lẻ loi một mình. Cho nên khi ngươi biết tam phò mã có chuyện buông thả với Hoa Khôi Sở Kiều, ngươi nổi ghen nổi giận để giữ lòng phò mã, đành phải ra tay giết Sở Kiều để giật lại phu quân của mình. Đại hoàng tỷ đừng có vu oan cho muội, việc gì cũng phải có chứng cớ. Xin đại công chúa đừng đổ oan cho tam công chúa. Mi gì lão bản của Ý Hồng Lầu có thể làm chứng. Sở Kiều đã từng nói với bà, đêm trước ngươi tới Giọng Lầu Cư thì Sở Kiều đã mất tích. Sau đó có người ở trước dược thẩm phát hiện áo choàng của Sở Kiều, rõ ràng là Chiêu Dương người vì ganh tị giết kẻ vô tội. Ác hạnh của người đã loan truyền khắp cả thành Trường An rồi. Ta coi người lần này làm sao bịt miệng của thiên hạ. Đại công chúa chỉ với lời phương diện của Di Mi. Ngậm miệng, chừng nào tới phiên người xen vào. Thiên tử phạm pháp cùng tội với dân. Đại hoàng tỷ nói Chiêu Dương giết người, nếu hành tội theo lệ là phải chặt đầu. Chuyện này không phải giỡn chơi. Chính vì không phải giỡn chơi, liên hệ tới mạng người, liên hệ công nghĩa và mặt mũi của hoàng tộc. Ta là đại công chúa, quyết không thể che chở cho ngươi hay bỏ qua cho ngươi. Đại hoàng tỷ thiệt quyết ý, giết chết Chiêu Dương mới thôi à? Bổn công chúa chỉ xử với lương tâm mình, vì công nghĩa chánh thị thính, đại nghĩa diệt thần là chuyện tất nhiên. Tỷ làm như vậy là ép ta tới tuyệt lộ, đã đi tới nước này không ai có thể hồi đầu. Có trách thì tự trách ngươi, chỉ vì một chữ tình cam lòng đi giết người không coi dương pháp ra gì. Được ác quả này là ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ai. Ba tánh của dân gian vẫn có thể huynh đệ đồng lòng đùm bọc lẫn nhau, trái lại chúng ta sanh ở nhà đế dương lại không có chút tình huyết mạch, tình cốt nhục. Chúng ta là tỷ muội với nhau, sao không thể chịu chỗ để sơ sở, phải ép nhau tới sống chết. Tầm bậy, cái gì là tỷ muội? Ta là đại công chúa, mẹ ta là trưởng tôn hoàng hậu hiển hách tôn quý. Ngươi bằng vào cái gì mà sánh với ta? Ngươi chỉ là con của một con quyển sa trên không, không sớm. Ngươi tưởng ngươi là vàng thiệt, chỉ là vàng giả, chỉ bọc một lớp vàng ở bên ngoài, bên trong chỉ là đồ đồng đồ sắt. Muốn làm cành vàng lá ngọc, muốn làm phượng hoàng, ngươi đừng có hòng. Ngươi không xứng làm tỷ muội với ta. Ngươi vì lòng ganh tị giết người hả giận, phạm tội lớn này thiên lý khó dung. Ta đã phái người báo với phụ hoàng, phải giải ngươi về cung để chờ phụ hoàng xét xử. Được, đại hoàng tỷ đã chấp ý như vậy, Chiêu Dương sẽ theo tỷ nhập cung kiếm phụ hoàng. Bãi giá. Dạ công chúa. Tham kiến đại công chúa. Tham kiến công chúa. Ta không muốn thấy mặt ngươi, lui ra ngay. Tam phò mã tới thiệt đúng lúc. Chiêu Dương bị tình nghi giết Sở Kiều, ta thừa lệnh dẫn cổ về cung gặp phụ hoàng. Sở Kiều bị chết, không có liên quan tới ngươi, ta kêu ngươi lui ra. Sao nói là nhập cung kiếm phụ hoàng? Đi đi. Ta cũng đi. Công chúa có chuyện, ta là phò mã đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Ta biết ta ngu, nhưng mà dù ngu, ta cũng mong cùng công chúa làm sáng tỏ câu chuyện. Chiêu Dương, Vĩnh Hà nói ngươi lạm sát vô tội, giết hại kỹ nữ Sở Kiều, có chuyện này không? Không có chuyện này, chỉ là đại hoàng tỷ bị chuyện sanh sự, vu oan cho Chiêu Dương. Ta một mình nói thì là vu oan, cả cái thành Trường An đều nói như vậy thì là sự thật. Bá tánh chỉ là suy đoán bừa bãi, nghe sao nói vậy? Nếu không có lửa sao lại có khói? Lời đồn nhảm nhí do người tung ra. Sở Kiều quá thành lệ quỷ là vì bị ngươi giết. Vĩnh Hà, ngươi cứ nói là Chiêu Dương giết người, có bằng chứng không? Ý Hồng Lâu bị cháy, Vĩnh Hà với Chiêu Dương nhằm lúc đi ngang,
Chiêu Dương nhìn thấy Tam Phò Mã đã bồng qua Khôi Sở Kiều xuống dưới lầu, nổi gan nổi giận và đã tát vào mặt Tam Phò Mã ngay. Tam Phò Mã, có chuyện này hay không? Có. Sở Kiều bị bạn báo hại, đã thiếu tiền bảo đảm. Tam Phò Mã tặng vàng để giải nguy. Tam Phò Mã, có chuyện này không? Có. Vĩnh Hà còn nghe nói Sở Kiều thần nữ hữu tâm thương Dương hữu mộng, nửa tháng trước đã dọn ra Ỷ Hồng Lâu, tới nhà nhỏ ở ngoài thành Vọng Lầu Cư. Có đúng không, Tam Phò Mã? Đúng. Tam Phò Mã chỉ vì muốn cứu người nhưng mà đã bị tát ngay mặt, cho nên khi Chiêu Dương biết được Tam Phò Mã tặng vàng rồi đi vào Vọng Lầu Cư, nó nổi gan nổi giận và hạ sát thủ. Ta không có. Ngươi có. Giờ tí đêm trước, ngươi dám nói là ngươi không có hạ mình hẹn Sở Kiều gặp mặt ở Vọng Lầu Cư sao? Hết lời rồi chứ. Vậy tới phiên ta nói, ngươi từ lúc đêm khuya không người đã đi giết Sở Kiều. Bấm ngài quan, tối hôm trước công chúa Hoa Thật có đến Vọng Cư Lầu, nhưng lúc đó Di Thần cũng có mặt. Chuyện này chỉ vì Di Thần quá ngu xuẩn, bị Sở Kiều gạt, đã bị cổ lợi dụng mấy lần. Công chúa tới thăm chỉ là muốn vạch ra gian trá của cổ trước mặt thần. Nếu công chúa giết Sở Kiều, vốn không cần làm thêm mấy chuyện này. Chiêu Dương giết người liên lụy Phò Mã, nếu như truy cứu hắn cũng không được yên. Phò Mã vì tự giữ mình kết bè làm bậy, đó là chuyện đương nhiên. Lời lẽ của Di Thần đều là sự thật, không có nửa lời gian dối. Vậy ngươi làm sao giải thích sao tối hôm trước không có ai gặp được Sở Kiều, và có người còn nhìn thấy áo choàng của nó ở trước dược thẩm? Sở Kiều tuy là gái lầu xanh, cũng là lê dân của đại đường. Vĩnh Hà khẩn xin phụ hoàng hãy xét kỹ, chủ trì công đạo cho Sở Kiều. Còn nhớ phụ hoàng đã từng dạy dỗ, chúng con là đại đường công chúa nên tu thân tệ gia, làm điển phạm cho thiên hạ. Nếu là vậy, chúng ta càng nên đại công vô tư, thiên tử phạm pháp, cùng tội với dân. Chiêu Dương, thật sự người có làm hay không? Con phải nói lời thật, tội khi quân không phải nhẹ, con không có. Dĩ nhiên người nói không, bây giờ người đã chết rồi, chết không đối chứng. Người chết đương nhiên không có nhân chứng, nhưng nếu người chưa chết thì thế nào? Bẩm phụ hoàng, kỹ nữ Sở Kiều đã ở bên ngoài điện hậu, chỉ khẩn xin ông chuẩn lên điện làm chứng. Chuẩn tấu. Truyền Sở Kiều lên điện. Dân nữ Sở Kiều khấu kiến hoàng thượng. Ngươi là Sở Kiều? Dạ phải. Thật ra và mấy hôm trước, Ngân Bình nói với thần nhi, nhìn thấy Phò Mã và Sở Kiều đã gặp nhau ở Vọng Lầu Cư, còn thấy chuyện có bí ẩn, mới phái Ngân Bình điều tra lai lịch của Sở Kiều. Bấm hoàng thượng, nô tỳ trai biết, thì ra Sở Kiều tới phá Tam Phò Mã là vì nghe lệnh của người ta, và kẻ gây ra chuyện này là đại công chúa. Ngươi nói bậy. Nô tỳ có đại công chúa đã mua chuộc Di Mi và Sở Kiều của Ỷ Hồng Lâu, biểu họ đứng ra phá đám, phá hoại tình phu thê của Tam công chúa và Tam Phò Mã. Nô tỳ còn tra biết, thì ra Ỷ Hồng Lâu bị cháy cũng là cái bẫy, mục đích là để đại công chúa và Tam công chúa đích mắt nhìn thấy Tam Phò Mã ở chung với Sở Kiều, rồi để hiểu lầm hai người họ có hành vi cẩu thả, khiến Tam công chúa đề ra hòa ly. Phụ hoàng, con không có. Ngậm miệng lại, vì không phải biểu trẫm cứ minh sát hay sao, để trả công đạo cho Sở Kiều mà. Sở Kiều, Ngân Bình nói như vậy có phải sự thật không? Bẩm hoàng thượng, quả thật là như vậy. Dân nữ vì thiếu nợ cờ bạc chưa thể trả dứt, đại công chúa kêu dân nữ dọn tới Vọng Lầu Cư để dụ dỗ Tam Phò Mã. Tiếc là Tam Phò Mã kiên định chưa thể thành công, đại công chúa đã không chịu thực tiễn lời hứa trả dứt nợ nần cờ bạc cho dân nữ, còn lo dân nữ nói ra đã phái người tới giết người bịt miệng. Lâu nay con biết tánh của đại hoàng tỷ, Chiêu Dương không muốn nhìn thấy đại hoàng tỷ càng lúng thì càng sâu, nên đã phái Ngân Bình lén theo dõi phòng khi bất trắc. Hôm đó ta đã ẩn núp ở Bách Tử Lâm trước, nhìn thấy Sở Kiều tới hẹn đúng giờ, không lâu thì Tâm Nhi cũng tới, nhưng mà hắn không có ra mặt, muốn đánh lén Sở Kiều, nhưng mà ta vì không tiện lộ mặt, chỉ đành lén giải dây cho Sở Kiều. Sở Kiều phát hiện có người ám sát đã bỏ chạy ngay, Tâm Nhi từ sau truy sát. Ta từ lúc Sở Kiều bước vào bụi cỏ lập tức kéo hắn lại, vì để Sở Kiều được thoát nạn, ta mặc lên áo choàng của Sở Kiều, cầm lấy bao phục của hắn, trao đổi thân phận, dụ Tâm Nhi rượt ta. Tâm Nhi quả nhiên mắc bẫy và rượt ta tới bờ vực thẳm. Trong lúc giằng co, ta thấy dưới vực thẳm có dây mây, ta giả độ trực trên té xuống vực thẳm, khiến cho Tâm Nhi tưởng ta là Sở Kiều đã bị tan xương nát thịt. Nếu người đó là Sở Kiều không đủ sức trói gà, khẳng định là chết. Ta chờ Tâm Nhi rời khỏi rồi mới trở về phòng khi tiếp ứng cho Sở Kiều. Chiêu Dương vốn là nghĩ tình tỉ muội, quá dạy ân quán với đại hoàng tỷ, sợ chỉ ép nhau sống chết,
Chiêu Dương bất đắc dĩ đành phải vạch ra tội hành của chị. Vĩnh Hà, sao ngươi cứ gây lỗi lầm? Ngươi thiệt là quá đáng. Thái phi nương nương, bà đừng nghe Chiêu Dương nói bậy. Rõ ràng nó mua chuộc Sở Kiều để phỉ báng tôi trước mặt phụ hoàng. Dù ta mua chuộc Mi Di nương với Sở Kiều, ta làm sao mua chuộc Tâm Nhi, tỷ nữ thân cận của tỷ? Nô tỳ chính vì lo miệng nói công bằng, cho nên trong lúc chàng co cố tình ở tay trái của Tâm Nhi chịu lại chứng cớ. Chuyện này là thật hay giả, chỉ cần coi cánh tay trái của Tâm Nhi có dấu răng bị cắn hay không, chừng đó chúng ta sẽ được rõ ràng. Người đâu, khám thương. Hoàng thượng, hoàng thượng thứ tội, những chuyện này đều do đại công chúa sai nô tỳ đi làm, không có liên quan tới nô tỳ. Còn có Nghệ công công nữa. Hoàng thượng tha mạng, tất cả những chuyện đều do đại công chúa sai khiến, và đại công chúa nói giết Sở Kiều, giá họa cho Tam công chúa. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Người đâu, giải hai người này vào tiên lao. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng. Chiêu Dương là hoàng muội của ngươi, sao phải gài bẫy hãm hại, đòi giết chết mới thôi. Vốn là đồng căn, sao phải giết nhau? Cuối cùng hai người rồi hại tới mình. Ngươi làm chuyện này, làm sao ăn nói với trưởng tôn hoàng hậu mẹ ruột của ngươi? Sao ngươi có thể cây khổ đến nỗi giết người, còn giá họa cho bao muội của mình? Sao ngươi có thể lật ngược phải trái trắng đen? Và ngươi đây có thể tưởng tượng là một tay ngươi có thể đổi trời? Phụ hoàng, là Nhi thần đã lỡ dại dột, gây ra tội lớn, xin phụ hoàng thứ tội. Ngươi có biết ngươi đã phạm tội chết hay không? Xin hoàng thượng bớt giận. Thái phi, bà còn muốn nói xin cho nó? Nó phạm tội lớn tày trời. Hoàng thượng, nếu Vĩnh Hà có lỗi thì lỗi của thiếp càng nặng hơn nó. Ngài vì nước vì dân, ngài thường ở bên ngoài đông chinh tây phiệt, tại thiếp không biết quản dạy, chưa thể cùng ngài quản thúc tốt hậu cung, thiệt thấy thẹn với ngài, thẹn với tiền đế. Thái phi, hôm nay Vĩnh Hà gây ra lỗi lầm, thiếp cũng không thể trút hết trách nhiệm. Khẩn xin hoàng thượng nghĩ tình của trưởng tôn hoàng hậu, xin xá tội chết cho Vĩnh Hà. Vĩnh Hà, ngươi là quan tốt, tri pháp phạm pháp, đáng lẽ càng thêm tội nặng. Này thái phi nói xin cho ngươi, ngươi tội chết miễn được, nhưng mà tội sống khó tha. Trẫm sẽ đẩy ngươi làm lê dân và tịch thu tất cả những gia tài điền trạch, nô bộc, thực ấp và phủ đệ, từ nay không được bước vào cửa cung nửa bước. Công chúa, trời đã trở gió, Ngân Bình đi lấy áo choàng cho cô. Được. Vậy Ngân Bình xin cáo lui trước. Uống trà là nên tâm tịnh thần nhàn, nhưng coi phò mã như là bị kim chích, hay lui ra trước. Không thể tâm tịnh thần nhàn, đâu chỉ một mình Đa Lộc. Chiêu Dương mấy lần lánh né vẫn chưa thể cản được đại hoàng tỷ gây ra lỗi lầm, cho nên bị lâm cảnh này không thể vãn hồi. Công chúa không cần tự trách, công chúa vốn mang ý tốt, chỉ là đại công chúa không có chịu thôi. Có lẽ tại ta quá bướng bỉnh đanh đá, làm chuyện bất nghĩa nên mới gặt quả báo. Bánh sữa vàng này thiệt là ngon miệng, công chúa có dùng một miếng hay không? Không ngon miệng. Hay là vậy, Đa Lộc dạo này đã học mấy món đồ xào, cho ta có cơ hội trổ tài, để công chúa cho biết ý kiến nha. Đồ xào? Món thứ nhất xin thưa là thịt sườn nướng, lấy xả ướp thịt rồi đem nướng, sau khi nướng ra rất là thơm ngon. Món thứ hai là lõi bắp nấu canh với giò heo, nước súp ra là ngon ngọt. Món thứ ba là cô gà kho nước dừa, bỏ thêm mấy miếng thơm, rất là ngon. Vừa ăn cái vừa hớp nước rất là tuyệt. Ngon. Cổ gà thì nghe qua, cô gà là cái gì? Ta đọc méo một chút thôi, không sao mà. Đọc méo một chút hay là có ý gì khác đây? Có hay không cũng mặc kệ, công chúa hiểu là được rồi, có đúng gì không? Phải không hả? Không được, người làm lỗi là phải nhận lỗi, đâu có thể qua loa ăn nói tầm sào. Đúng. Lần này may được công chúa nhắc nhở, Đa Lộc ghi nhớ. Tóm lại từ nay sẽ không phạm lỗi lầm này nữa. Công chúa dùng trà. Tuy không tái phạm, nhưng trên lễ phép người cũng nên nói gì với ta. Lần này Đa Lộc thì không tốt, xin lỗi cô.
Lần sau đừng có tái phạm. Nhớ kỹ là cổ gà. Ngó cái gì? Không phục à? Cái gì? Không gì. Coi cô kìa, nói hai câu là cười, nông cạn. Trời ơi, còn hơn ngươi, nói cái gì mà xinh xắn lỗi bắp, vô duyên. Ta vừa nghe được tin là lập tức nhập cung ngay. Vĩnh Hà, nàng thấy sao? Bổn công chúa tôn quý vô cùng, là nhân trung long phụng, tập hết chủng yêu, tụ hết quyền quý, tất cả vàng bạc phú quý vinh hoa hưởng tận không hết. Tại sao hôm nay muội lại thua thảm bại như vậy? Chỗ này đã từng là nơi muội được tận hưởng yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng mà từ nay không thể trở về nữa. Không ngờ bổn công chúa cũng có ngại bị đài làm lê dân. Thật ra làm lê dân là thế nào? Tất cả bá tánh đều có nghề của họ. Ta có thể làm ruộng, phu nhân có thể dệt vải, ban ngày xa làm, ban đêm vào nghỉ, sống như ngày tháng bình đạm, khỏi phải gian trái với nhau, không cần phải tranh quyền đoạt lợi. Phò mã, Vĩnh Hà đã liên lụy tới chàng. Chúng ta là phu thê, đừng có nói vậy. Phước quả cùng hưởng. Nhưng lâu nay chàng đều ăn phận thủ kỷ, không cầu mong gì. Là ta đã khiến bạn Cờ Ngọc mà chàng yêu thích nhất bị tịch thu. Là ta khiến cho chàng không thể ăn bánh vàng son nữa. Là ta đã khiến phò mã... Vĩnh Hà, thì lâu nay nàng biết sở thích của ta. Chúng ta đã sống với nhau 5 năm, làm sao ta lại không biết chứ? Phò mã, chàng phải hứa với ta, mặc kệ mai này cuộc sống dinh dục là tốt hay là xấu, cũng cần phải bảo trọng. Cho dù ta không ở bên cạnh chàng, chàng cũng phải tự thương tiếc mình. Thôi thái phi, dễ quý phi, tôn quý phi tới. Tới rồi, tới rồi. Họ đòi tới tịch thu đồ của ta, đuổi ta xuất cung rồi. Ta thiệt sợ lắm. Đừng sợ. Thôi thái phi thừa ý chỉ của hoàng thượng, giám sát Vĩnh Hà xá trang thay đồ. Vĩnh Hà, hãy xá trang. Này không thể tháo. Nói với sợi dây chuyền này là quà cưới của mẫu hậu tặng cho tôi, là trang sức mẫu hậu yêu nhất. Quý phi nương nương, cái bộ trân châu thái kim hoa này của Vĩnh Hà thích nhất, có thể nào? Không được, hoàng thượng có lệnh phải tịch thu tất cả gia tài, kể cả trang sức vải gấm vải lụa, không thể đem đi. Không thể tháo được, không ai có thể lấy đi đồ của mẫu hậu tặng tôi. Tôi không chịu. Vĩnh Hà, đừng có gì. Mau qua giúp tôi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Đừng có đụng tới tôi. Đừng nhớ. Đừng. Vĩnh Hà, đừng có vậy. Để cho hồi lấy đi. Lấy dây đeo cổ của nó. Không ai được lấy. Tôi không muốn thấy mặt các người. Đi đi. Vĩnh Hà, cứ giao cho họ. Không được. Sợi dây chuyền này của mẫu hậu tặng cho tôi, không ai có thể lấy đi. Vĩnh Hà, sao ngươi cũng bắt ta phải khó xử? Nên biết làm trái hoàng lệnh là tội rất lớn. Phụ hoàng thương tôi như vậy, sẽ không trách tôi đâu. Lâu nay tôi muốn lấy gì, phụ hoàng cũng phê chuẩn mà. Hôm xưa thì như vậy, nhưng sau khi ngươi phạm tội lớn, đã ân đoạn nghĩa tuyệt, phụ hoàng thì lại giận tôi. Mẫu hậu qua đời, bây giờ cả phụ hoàng cũng bỏ tôi. Tháo sợi dây chuyền xuống, lập tức thay đồ, trước giờ ngọ phải rời cung, không được trễ. Không được. Ta không để các người giày xéo, ta không để các người hiếp đáp.
Đừng qua đây, ta chết cho coi. Dĩnh Hà, hãy bình tĩnh lại. Ta không làm công chúa thì có thể làm gì? Ta không biết làm lê dân, ta không biết đi đâu hết, ta không biết trồng cây, ta không muốn ăn chuột đồng. Dĩnh Hà, nghe ta nói, để cái trăm số đỡ, như vậy rất là nguy hiểm. Nguy hiểm? Suốt cung không phải càng nguy hiểm sao? Người ta sẽ đối với ta thế nào? Ta không phải là công chúa, đâu có ai sợ ta, không có ai nấu chè yến cho ta ăn, không có ai thỉnh an với ta, không ai hầu ta. Ta không làm công chúa, có khác gì là chết. Ôi, đừng. Lâu nay không có ai dám nói đừng với bổn công chúa. Cái đám điêu phụ này thấy bổn công chúa còn không chịu quỳ hả? Ta không tin ta không quay hơn các ngươi. Ta là lớn, ngươi là nhỏ, mũi ta cao mũi ngươi thấp, thua cho ngươi ta thiệt không có phục. Ta phải giết chết hai con yêu quái này, khử tà tại yêu. Các ngươi làm phản rồi, cho các ngươi biết ta mới là lớn nhất, ta mới là quay nhất. Phủ đệ của ta thiệt lớn, áo quần của ta thiệt lớn, kiểu của ta thiệt lớn, tóm lại cái gì của ta cũng là lớn nhất. Thiệt tức quá. Có ai lớn hơn ta? Bối tóc ta lớn, mắt cũng lớn, người có chỗ nào lớn hơn ta? Ta mới là lớn nhất, lớn như là Quan Âm đại sĩ. Ta cố tình hạ phạm đã điển quá chúng sanh, nhất là với cái đám loạn thần nhiệt tử bị mất tinh tánh này. Ta tới cứu chuộc các ngươi, đủ lớn rồi chưa? Nếu như nói lớn, trẫm mới là lớn nhất. Lớn như là Ngọc Hoàng Đại Đế, Bị Hạ Long Cung, Kinh Đoan Hồn, Thiên Thượng Long Đình, Bảo Quán Tần, nên trẫm phải hạ phàm trần để giải dây phổ độ chúng sanh thiên hạ. Dĩnh Hà công chúa vốn là Tử Hà tiên nữ, tâm đèn trường minh ở dưới tọa của Quan Âm. Ai ngờ ngươi lén xuống phàm trần, bị mê tâm trí, xúc phạm thiên điều, đáng giết. Trẫm ra lệnh ngươi hãy quy vị điện bình thiên tướng, mau mau giải Tử Hà về thiên cung. Đi, đi mau, đi. Dĩnh Hà, ta thiệt sợ quá, ta sợ lắm, ta không có lớn bằng bà. Đi sợ, có ta đây, nàng lớn nhất. Vừa rồi Chư Dương đã gặp đại phò mã, anh nói là đại hoàng tỷ đã uống thuốc, tâm thần đã định, vẫn chưa thấy kêu réo. Ta có nói qua tình trạng của Dĩnh Hà với hoàng thượng, nay được hoàng thượng khoan hồng, chúng nó ở thêm vài ngày trong cung để coi căn bệnh như thế nào mới định đoạt. Chiêu Dương thì hối hận muộn màng, nếu biết đại hoàng tỷ phải lâm cảnh này, Chiêu Dương sẽ không đá động tới phụ hoàng, mà Chiêu Dương sẽ nghĩ cách điều dài lén với đại hoàng tỷ. Kẻ hối hận muộn màng phải là Dĩnh Hà, còn chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nhất định là Lý Công Công khi cho ăn đã bỏ lỡ con rùa bò lên mà không biết, để nô tì đem nó đi. Hồi Dĩnh Hà còn nhỏ, ghét nhất là con rùa, chê nó đi chậm chạp, chê nó xấu xí, chê vô dụng, dễ bị quản hốt. Hễ nó sợ là chỉ biết núp ở trong cái vỏ, quá vô dụng. Nó còn nói nếu đấu với người ta nhất định sẽ bị thua. Tỷ tỷ từ nhỏ tới lớn đều nhất định phải làm người thắng cuộc. Thắng một lần, hai lần, thắng luôn lần thứ ba thì thế nào, cũng sẽ có một lần bị thua. Dĩnh Hà lần này thiệt là bị thua rất thảm thiết. Nó cũng giống như là một con rùa nép ở trong cái vỏ của mình, không chịu ra. Chỉ cần điều lý cẩn thận, đại hoàng tỷ nhất định sẽ được lành lại. Bây giờ việc ta có thể làm là tới đại thiên tự thiền tu sám hối, tích tức tích phước cho đại đường của hoàng thượng. Ta sẽ dẫn Dĩnh Hà đi, hy vọng nó gõ kinh niệm Phật, tĩnh tâm điều dưỡng, chờ ngài khang phục. Ngài mà nương nương khởi hành, Chiêu Dương cũng muốn đi theo. Ngân Bình, khi màn đêm xuống thì mới đem con rùa này đưa về hồ nước. Bây giờ để nó sợ một chút, sau này nó không dám hấu ăn rồi chạy loạn, phải biết đường chạy về. Dạ nương nương. Nương nương,
Chiêu Dương còn có một thỉnh cầu, hy vọng bà cho tội. Không biết công chúa Trường Triệu là vì chuyện gì? Nghe Thối Thái Phi nói ngày mai sẽ cùng tỷ tỷ rời cung tới Đại Thiên Tự để tịnh tu. Ta cũng quyết định đi theo, ở mãi bên cạnh của Vĩnh Hà. Tỷ tỷ gặp nạn, nay được tỷ phu vẫn không rời xa. Thực ra Vĩnh Hà không phải là xấu lắm. Cho dù là hôm xưa, sự khắc khe đối với ta coi như là vô tình. Thực ra khi gặp hoạn nạn, cố thiệt có tình nghĩa với ta. Với ơn đức này, ngàn vàng thì là khó mua. Ta chỉ mong là có thể tận hết sức của mình để cổ trở lại bản tánh, khôi phục tình chân. Tỷ phu một lòng tình thâm với tỷ tỷ. Chiêu Dương có một món đồ này muốn huynh bảo quản cho tỷ tỷ. Trân châu Ngũ Thái Kim Hoa là của Vĩnh Hà. Mùi cố tình xin với Thối Thái Phi làm phiền tỷ phu bảo toàn cho tốt, chờ ngày tỷ tỷ lành lại trả lại cho chị. Ý đẹp của công chúa, triều quanh thấy Vĩnh Hà thì là khấu tạ. Thật ra ngày hôm nay tỷ tỷ bị lâm cảnh này, không nhiều thì ít cũng tại Chiêu Dương. Mùi xin lỗi. Tất cả chỉ trách Vĩnh Hà cố chấp bất ngộ, vì ganh tị ghen tuông cho nên đã bị lầm đường lạc bước. Bị kết quả này không có thể trách ai. Công chúa không cần tự trách. Các người về tới thì đỡ quá. Coi các ngươi có lật ngược cái nhà này không? Ừ. Không biết cửa tiệm làm ăn như thế nào. Yên tâm đi nhị nương, làm ăn đắt hàng đắt khách, không lúc nào được ngừng tay. Tấn công thiệt sốt sắng, chừng mà đọc xong sổ sách khỏi bị thắc mắc. Không đâu, dọc đường ta về nghe được nhiều người khen nhà họ Kim mình rất là lợi hại. Vậy sao? Phò mã đại phát thần uy, trạng cáo đại đường công chúa, cả hoàng thượng cũng phải khen. Ai à, nhị nương đừng có cười con. Nhị ca thì là quay phong. Mẹ, bây giờ ngoài phố không đó quyền công chúa, quyền phò mã nữa, đổi thành quyền chủ sự. Quyền chủ sự. Tay lại đây, đây. Lấy công chúa. Ta làm chủ, ta quyết định. Trấn phù cương không bị thua. Không bị thua. Hay quá. Cháu ngoan, cháu thiệt quay phong. Đa Lộc, trước đó người phô trương chánh nghĩa cho phò mã, sau đó lại xảy ra chuyện đại công chúa bị đài làm lê dân. Nài phu thê hai người trải qua bao nhiêu chuyện được khắng khích, người phải nên trân quý cuộc tình này. Không biết xử sao rồi nhị nương? Thiệt hay quá Đa Lộc. Mưa tạnh trời sáng, hòa nhã muôn sự lành, phải tạ ơn Bồ Tát. Chuyện vui đâu phải là chỉ một món đồ nội tổ. Phải đó nội tổ, là đại nhân nói hoàng thượng đã phê chuẩn thiếu phủ giám chính thức ủy nhiệm mẹ làm chủ tịch của tổng hội nghiệp vàng Trường An. Thiệt? Chúc mừng. Ồ hay quá, nhà chúng ta chuyện mừng dồn dập, cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Lão già, mời uống trà. Chuyện gì mà nhăn mặt? Lời ít quá, cười không có ra. Tháng này nhiều người tốt lành, cưới hỏi phải nhiều lắm. Họ đều qua bên giám kim hiệu, tiền bạc đổ sang nhà người ta. Đám dân này thiệt thấy lợi. Khi biết Đinh Lai Hỷ làm chủ tịch của tổng hội nghiệp vàng, liền ngã theo chiều gió, hát liếu lo. Cứ như vậy không có được. Lão già có cách. Chúng ta thua người không thua trận. Ý gì? Người ta đọ người về bề ngoài, chúng ta nhất định phải làm cho quay. Làm cho quay? Mất rất nhiều tiền. Làm dáng thôi không nhất định phải là dạng thiệt. Dàn giả cũng được. Cái lớp ngoài thì không thể tiếc. Lớp trong đó giảm được thì giảm. Áo lót bên trong ơi, không được, không mặc đâu có được. Ta nói là vì địa phối nhân thủ của cửa tiệm kìa, khai nguyên không được thì là tiết lưu. Lão bản nương. Chuyện gì? Dạ sắp tới Tết, không biết lão bản đã tính sổ chưa? Vừa mới tính xong. Người nói với họ đỉnh phong hiệu năm đầu tiên tới Trường An mọc rễ, dạng sự khởi đầu nan, biểu họ phải thông cảm. Ý gì đây? Có nghĩa là năm nay lương như cũ, số tiền cũng như cũ. Hả? Không có lương đôi. Bên giám kim hiệu ra lương ba đó. Ra lương ba thì đau chết ta. Làm gì có. Mấy tháng nay lão bán lời được cái 100 vạn lạng vàng. Ta lấy bao nhiêu tiền ra mới kiếm được chút đỉnh, dĩ nhiên là không có khá. Nếu mà ta mở ngân hiệu đâu chỉ lợi ích như vậy. Ta nhắm tới Trường An mỗi năm tới 1000 vạn. Năm nay lợi ích, làm sao có lương đôi. Vậy tôi thực sự khó ăn nói với họ. Người khéo nghĩ cho họ như vậy, hay là ta khai trừ ngươi, đem tiền của ngươi chia cho họ, như vậy thì dễ ăn nói. Người hết ý kiến thì quyết định như vậy. Ra ngoài làm việc. Phải đó lão già, mình tới lúc thua người chứ không thua trận. Thôi, nhớ đem hết tất cả những nữ trang cấm hết lên mình, càng nhiều càng tốt, để người ta thấy mình không sợ chút nào. Còn phải trợn mắt cho sáng quắc, đừng để Đinh Lai Hỷ khi dễ, đừng để cho hắn tưởng thắng được là làm phách. Lão già giỏi, ông thiệt nhiều cách, rất đáng kính phục.
Ôi, sao con đường xa quá vậy nè? Nếu biết trước ta thà đi kiệu. Đi kiệu thì người ta đâu có nhìn thấy mình giàu sang như vậy. Nói cũng đúng, nhưng có hơi quá khoe khoang hay không? Không khoe khoang người ta đâu có biết mình giàu có. Nhưng chúng ta đã đi lấy lẹ hết mấy ngày, có thể dẹp được. Chờ người ta nhìn quen rồi, không ngó tới mình với ánh mắt kỳ lạ là có thể dẹp đi. Nói nhiều làm gì, đi nhanh chớp, để hẹn với chung lão bản bàn việc. Ê, đừng có hối tôi. Để bao nhiêu đồ trên mình, lúc đi cũng nặng hơn 2 cân. Ông nóng lòng thì tới hỷ tước lầu trước, tôi theo sau. Đúng được, bà từ từ. Hay quá. Lạ dạng thiệt, lên núi xuống biển cũng kiếm không ra. Còn có vàng nữa, có thiệt không? Lại còn hả? Không cho. Lạ thiệt. Hữu Duy, tôi chết. Cha, có chuyện gì? Mẹ của con đã bị bắt cóc. Họ đòi trả 1 vạn lượng tiền chuộc. Ở đây còn có lá thư hăm dọa nữa nè, đọc đi. Cha đang nói giỡn hả? Hôm nay mẹ của con theo cha đi làm việc. Cha đi trước, bà đi theo sau. Ai về chờ hoài không có thấy. Rồi không lâu có một em bé lấy lá thư đưa tới. Chắc là ai đó giết bậy, mẹ không sao đâu. Không đâu, ở trong lá thư có một chiếc nhẫn. Ta đã nhìn ra được là mẹ của con đêm hôm đó đều. Họ thì bắt cóc mẹ của con. Vậy thì phải báo quan. Không được. Trong thời cô nói dám báo quan là sẽ giết người ngay. Không thể báo quan, vậy phải lấy vàng đi chuộc. Không được. Họ nói lấy ngân phiếu. Vậy thì mình lấy ngân phiếu. Không được. Gia tài của cha đều do mẹ con giữ hết. Ngân phiếu để ở đâu chỉ có bà mới biết thôi. Vừa rồi thì ta đã lục lạo cả cái nhà, đổ hết đồ ra, đi kiếm khắp nơi cũng kiếm không có ra. Vậy lấy vàng đi đổi ngân phiếu. Không được. Tại sao không? Bọn cướp đã nói là phải lấy ngân phiếu giấy nhỏ. Bây giờ trời đã tối, ngân hiệu đóng cửa hết. Vậy sớm mai mình tới ngân hiệu để lấy. Đã nói là không có được. Ngân hiệu giờ tỷ mới mở cửa. Bọn cướp bắt vô tình sáng ngày mai là phải ra ngoài chợ giao tiền chuộc. Gấp rút như vậy, ai có đủ ngân phiếu trong tay để cho mình mượn chứ hả? Chúng tôi thiệt hết cách rồi mới tới xin các vị. 1 vạn lượng, mượn một đêm, chờ sáng ngày mai tôi chuộc được phu nhân ra, lập tức tới ngân hiệu lấy tiền bạc trả cho các người. Phước huynh à, các vị có 1 vạn lạng ngân phiếu giấy nhỏ hay không? Có, nếu muốn lấy thì tới trương phòng của giám kim hiệu lấy ngay. Chúng tôi sẽ trả, chỉ là hỏi mượn một đêm thôi. Nếu mà không tin, ta có thể ký giấy nợ cho ngươi. Vậy thì không cần, chúng tôi đâu nói là không tin. Chuyện lớn như vậy không lẽ các người dám gạt chúng tôi? Mạng người quan trọng, dù sao cũng là bà con, nhất định là phải giúp chứ. Phải, hôm xưa có ân quán gì cũng tạm gác lại, cứu người quan trọng. Vậy nếu giám kim hiệu cần lấy tiền, Đa Phước, cháu có chìa khóa trường phòng phải không? Có. Lấy 1 vạn lạng nhiều như vậy, như đệ tam đệ, hai người đi chung luôn đi. Đương nhiên. Ta biết trong khoảnh khắc hỏi mượn 1 vạn lạng hơi khó. Cùng lắm ta trả lợi tức cho ngươi. Mượn một đêm, tiền lời 10 lạng. 100 lạng. Còn nếu như không, 1000 lạng cũng trả. Không thể để mẫu thân xảy ra chuyện gì. Chỉ cần 1 vạn lạng để cứu mạng mẹ tôi. Xin hãy giúp chúng tôi. Đại nương à. Nè. Ngươi hãy kêu ta là nhị phu nhân. Chuyện của nhà Đinh, nhà họ Kim không đủ sức giúp. Hữu Duy, đứng dậy. Đinh Lai Hỷ, ngươi thấy chết không cứu có phải người hay không? Đêm khuya, chúng tôi phải ngủ. Xin mời. Ta cũng đoán biết được, ngươi hẹp hòi, nhỏ nhặt và ghi thù. Hơn là ngươi, tham lam vô lương lại ích kỷ. Ngươi thiệt ác độc, thấy chết không cứu. Ngươi làm bậy bạ hôm nay phải gặp quả báo. Ngươi cái gì? Tới xin xỏ mà còn làm dữ. Ta giúp ngươi cũng được, không giúp cũng không sao. Bây giờ là phu tê hai ngươi vô lương gặp quả báo. Ông trời thật có mắt. Mỗi ngày đeo vàng đeo bạc chạy khắp phố lo là không ai biết. Các người giàu sang bây giờ vũ tới bọn cướp, thiệt là đáng đời, tự tác nghiệt, trách được ai? Bây giờ không phải ta thấy chết không cứu, là ông trời đòi diệt các ngươi. Ta là một người phàm, làm sao đấu được với trời? Ta vẫn chưa tính hôm xưa các ngươi xử sao với ta. Nếu bây giờ ta lý đức trả quán, không lo bị người ta cười hay sao? Người ta nói ta là đứa ngu ngốc đần độn.
Các ngươi về đi, đừng có nói là một vạn lạng, cho dù một phân tiền ta cũng không giúp. Con à, con ăn nói kiểu này là người nói sao? Hả? Uống cho mẹ với con tới Thanh Thuyền Tự một tháng, thì ra chỉ là uống công. Mỗi ngày con đốt nhang niệm Phật cũng chưa dập tắt ngọn lửa. Người ta nhất định phải cứu. Tiền ta nhất định cho mượn. Mẹ, con không đồng ý. Con là người nắm chìa khóa của giám kim hiệu. Nếu người còn coi ta là quân mẫu thì mau câm miệng lại. Bây giờ ta lấy thân phận người quyết sách tối cao của nhà họ Kim, quyết định cho Đinh Tài Dượng mượn một vạn lạng, cứu người như cứu quả. Người hãy lập tức đi lấy tiền cho ta ngay. Ta không cho. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.